Tháng 3 thì mùa con ong đi lấy mật, còn tháng 4 á là mùa con người đang trộm mật của con ong. Mấy hôm nay thì ở trên Tây Nguyên nó trời rất là nắng các bạn ạ. Không có một cái năm nào mà nó nắng nhiều như năm nay hết á. Trời nó cứ nhờ rất là khó chịu. Nó không có trong xanh như thường lệ. Mùa này cũng chính là cái mùa mật trong cả một năm. Cứ ra Tết qua tháng 2, tháng 3 thì bắt đầu là cứ luôn luôn hát cái câu là Tháng 3 một con ong đi lấy mật. Đúng, thực sự thì mùa xuân thì trăm hoa đua nở, cho nên ong nó có rất là nhiều cái thức ăn của nó để nó làm mật. Làm mật giai đoạn này tức là một cái giai đoạn mà tích lũy thực phẩm để nó dùng cho cả một năm. Tất nhiên là trong năm vẫn còn rất là nhiều loại hoa trái khác, nhưng mà đây là một cái mùa mà những con ong buộc phải lấy mật tích lũy thật là nhiều. Và từ xa xưa thì bắt đầu con người mới thu hoạch những cái giọt mật ong này, những cái tinh túy của đất trời này để đưa về sử dụng làm thực phẩm hoặc là sử dụng làm thuốc men. Thành ra bây giờ mà nâng niu một cái giọt mật trên tay á thì rất là biết ơn tụi ông chăm chỉ luôn. Mình nhớ trong tiếng Anh có một cái ngạn ngữ là as busy as a bee. Cái đó cũng có nghĩa rằng là khi một con người nào đó rất rất là chăm chỉ ấy, thì người ta sẽ so sánh với con ong. Và cũng có những lúc đó mình nghĩ mình cũng chăm chỉ như con ong mà. Trời ơi, bay hết nơi này đến nơi khác, làm hết việc này đến việc khác. Cảm giác rằng là mình được sống và mình được làm chính công việc mình yêu thích. Đó là điều tuyệt vời các bạn ạ. Xin chúc các bạn một ngày ngọt ngào và đầy yêu thương nhé. Sản phẩm này mình có trong giỏ hàng nha các bạn. Cái đó ba để dành bán để có tiền đi chữa lành nhé. Mấy? 1, 2, 3, 4 lít rưỡi các bạn. 4 lít rưỡi, rất là ok.